Nghệ An, lũ ống bất ngờ trong đêm nhiều hộ dân trở tay không kịp. Lũ trên nhiều sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang lên, cả nước tiếp tục có mưa. Nghệ An, lũ ống bất ngờ trong đêm nhiều hộ dân trở tay không kịp. Rạng sáng ngày 27 tháng 3 tại xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, trong lúc mưa đang rất to thì lũ ống mang theo bùn đất bất ngờ tràn về. Nước lũ nhanh chóng dâng cao khiến cho nhiều nhà dân bị ngập sâu đến tận mái. Do ảnh hưởng của mưa lớn và các nhà máy thủy điện liên tục xả lũ, nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An đã xảy ra ngập nặng, gây thiệt hại lớn về tài sản và sản xuất nông nghiệp thủy sản của nhân dân. Theo thống kê của các địa phương, đến sáng ngày 28 tháng 9, các tuyến quốc lộ có 22 vị trí ngập, phải đóng đường 19 vị trí. Tuyến đường tỉnh có 18 vị trí ngập, phải đóng đường 14 vị trí. Ngoài ra, địa bàn huyện Kỳ Sơn có 139 người dân phải sơ tán, 706 người dân huyện Quế Phong và huyện Kỳ Sơn bị cô lập. Toàn tỉnh có 1.600 nhà bị ngập, 830 nhà bị cô lập, thiệt hại 1.503 ha lúa, 3.050 ha hoa màu, 82 ha cây hàng năm, 53 con gia súc và 2.335 con gia cầm bị chết, cuốn trôi, 660 ha ao hồ nuôi thủy sản bị ngập, 3 cầu loại nhỏ bị hư hỏng, 76 cầu tràn bị ngập, 5 cống bị hư hỏng, sạt lở 1.615 mét đường giao thông. Đến sáng ngày 28 tháng 9 tại Nghệ An, lượng mưa và mực nước trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh đang giảm dần. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nguy cơ đe dọa đến an toàn trong cuộc sống người dân và sản xuất nông nghiệp. Trên địa bàn các huyện miền Tây xứ Nghệ như Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Thanh Chương, nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng, nhiều tuyến đường huyết mạch bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở, hàng trăm hộ dân phải di rời, nhiều địa phương bị cô lập. Hiện thiên tai chưa gây thiệt hại về người, nhưng người dân nơi đây không thể quên hình ảnh lũ ống, lũ quét, nước sông dâng nhanh tràn vào nhà. Lũ về bất thường, nước sông dâng nhanh. Ảnh hưởng của những trận mưa lớn trong đêm 26 rạng sáng ngày 27 tháng 9, nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, cùng với việc các hồ chứa nước, hồ thủy điện trên địa bàn xả lũ, điều tiết khiến cho nước sông Hiếu dâng nhanh bất thường trong đầu giờ chiều ngày 27 tháng 9, khiến hàng chục hộ dân sinh sống dọc quốc lộ 48 thuộc xóm Thái Lão, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghệ An bị ngập nặng. Chiều 27 tháng 9, phóng viên đã ghi nhận suốt nhiều chiều dài hơn 1 km trên tuyến quốc lộ 48, nối huyện Quỳ Hợp với các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong. Rất nhiều tốp từ 5 đến 7 người đang phụ giúp những gia đình bị nước ngập vào nhà, khuân vác, vận chuyển, di rời đồ đạc, vật dụng, gia đình, gia cầm đến nơi khô ráo. Ngoài ra, lực lượng dân quân tự vệ của xã cũng tích cực tham gia giúp dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Sau gần 1 giờ, nước lũ từ thượng nguồn đổ về càng nhiều, nước có chiều hướng dâng nhanh, tình trạng ngập sâu thêm, mọi người đều vội vã tất bật. Những đồ đạc được người dân ưu tiên di rời, vận chuyển trước là tủ lạnh, tivi, quạt điện, xe máy, nồi cơm điện, thóc gạo, chăn màn, quần áo. Xóm Thái Lão, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp có hơn 200 hộ dân, thì khoảng hơn 40 hộ có nhà ở cùng khu chăn nuôi, vườn, cạnh nhà bị ngập nặng, buộc phải di rời người và đồ đạc, tài sản, vật nuôi của gia đình đến nơi an toàn. Có trường hợp nước ngập sâu trong nhà gần 2 mét, khu chăn nuôi nước gần ngập gần nóc chuồng, nhiều nhà dân nước ngập sâu quá cửa sổ. Theo bà Trần Thị Minh ở xóm Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, nước lũ từ thượng nguồn đổ về sông Hiếu ầm ầm từ tối ngày 26 tháng 9, rạng sáng đã dâng lên rất nhanh, gây ngập úng nhà cửa, ruộng vườn, khiến thóc gạo đều bị ướt. May mắn gia đình bà đã di rời được các cháu nhỏ đến nơi an toàn. Đến cuối giờ chiều ngày 27 tháng 9, nước lũ trên sông Hiếu vẫn đổ về, cuốn theo nhiều cành cây rừng, củi khô. Mực nước ngập tại khu dân cư xóm Thái Lão có chiều hướng tăng mạnh. Chủ động chạy lũ, nhiều hàng quán ngừng kinh doanh để di chuyển đồ đạc hoặc kê cao để thoát lũ. Những cơ sở xay sát gạo dọc quốc lộ 48 đã thuê xe tải vận chuyển hàng chục tấn lúa gạo đến nơi an toàn. Ông Chu Văn Ân, xóm Thái Lão, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, chia sẻ từ nhiều năm qua, đợt ngập này là nặng nhất. Nước dâng nhanh, dâng cao bất thường khiến người dân bất ngờ. May mắn tình trạng ngập lụt xảy ra vào ban ngày nên người dân có thể chủ động, nếu vào ban đêm rất nguy hiểm. Lũ ống bất ngờ, dân chạy nạn trong đêm. Khoảng hơn 3 giờ ngày 27 tháng 9, địa bàn miền núi xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu bất ngờ xảy ra lũ ống, lũ quét. Thời điểm xảy ra vào đêm tối, mất điện cục bộ nên nhiều hộ dân đã không kịp trở tay, khiến nhiều tài sản, đồ đạc, vận dụng trong nhà bị lũ cuốn trôi, hỏng hóc. Đến sáng cùng ngày, lũ thượng nguồn đổ về mạnh làm mực nước sông Hiếu dâng cao, dâng nhanh, khiến cho hàng chục nhà dân ở xã Châu Hội bị ngập sâu trong nước. Tuyến quốc lộ 48 huyết mạch nối với huyện miền núi Quế Phong xuất hiện nhiều điểm ngập sâu, nước chảy xiết, mang theo bùn đất khiến giao thông ách tắc nhiều giờ. Lũ ống, lũ quét cũng khiến cho nhiều diện tích hoa màu, công trình giao thông bị hư hại. Anh Lê Đức Huy, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại. Đến khoảng hơn 3 giờ ngày 27 tháng 9 thì lũ ống xảy ra, nước, bùn đất từ đâu đổ ầm ầm về trong lúc mưa to đang rất to.
Trước diễn biến quá bất ngờ, anh chỉ kịp hô hoán để mọi người trong gia đình tỉnh giấc lao ra khỏi nhà. Khi lũ ống đi qua, ngôi nhà của anh bị ngập sâu gần đến mái, mực ngập cao hơn 2 mét, vật dụng tài sản trong gia đình bị hư hỏng nặng. Chiếc xe máy để ngoài sân bị lũ cuốn trôi được người dân tìm thấy nhờ những thân cây to chặn lại trước lúc trôi ra sông Hiếu. Anh Huy cho biết thêm, lũ ống xảy ra lúc đêm tối cả khu vực mất điện nên rất khó khăn cho mọi người. Cống ngầm thoát nước sau nhà anh cũng bị lũ cuốn trôi phá hỏng con đường, khiến hai nhà dân phía trong chân núi đến chiều ngày 27 tháng 9 vẫn bị cô lập. May mắn nhất là trường hợp một cụ bà có con trai đi làm ăn xa, ở nhà một mình bị lũ cuốn trôi ra hướng sông Hiếu, nhưng may mắn ôm được vào thân cây. Người dân nghe được tiếng kêu cứu đã kịp thời cứu giúp, dồn lực đảm bảo an toàn cho dân. Thống kê sơ bộ của ngành nông nghiệp huyện Quỳ Hợp, đến chiều ngày 27 tháng 9, toàn huyện có hơn 680 hộ dân bị cô lập vì đầu cầu tràn bị ngập nước, khiến cho 3 khu dân cư bị chia cắt. Cầu tràn bị ngập khiến cho bản Hợp Tiến, xã Châu Tiến bị chia cắt. Một cầu tạm bị sập khiến cho 3 bản của xã Châu Lý cũng bị chia cắt. Gần 190 hộ dân bị ngập nước, hơn 120 ha rau, 250 ha mía bị ngập úng, 70 ha ao hồ bị nước tràn bờ. Ngay trong sáng ngày 27 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp đã đi kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng giúp dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn, xử lý các điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, lập rào chắn gác tại các điểm cầu tràn bị ngập lụt, các điểm sạt lở, triển khai công tác cứu trợ. Tại huyện Quỳ Châu, đến chiều ngày 27 tháng 9, hơn 1.000 hộ bị cô lập. Các tuyến đường giao thông trọng yếu như 48A, 48B, 48D đều xuất hiện nhiều sạt lở, hơn 440 ha lúa, hơn 90 ha mía bị ngập. Chiều 27 tháng 9, kiểm tra tình hình ngập lụt và chỉ đạo các phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Quỳ Châu, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện tốt phương án 4 tại chỗ, bố trí lực lượng công an, dân quân tự vệ, hỗ trợ các điểm xung yếu, nhân dân di dời đến nơi an toàn và đảm bảo tài sản, kiên quyết di dời những hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao, ngập nặng, triển khai biện pháp xử lý các tình huống khi mưa lũ tiếp tục dâng cao, diễn biến bất thường. Huyện tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông, nhất là ở những nơi cầu tràn bị ngập và khu vực nước chảy xiết. Tuyên truyền vận động bà con tuyệt đối không đánh bắt cá trên các sông suối khi trời đang mưa và nước sông đang chảy mạnh, khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại để báo cáo kịp thời. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng tại các điểm xung yếu 24/24 giờ, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, tránh thiệt hại về người. Tại các vùng bị ngập, bên cạnh việc đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống cho nhân dân, địa phương cần tăng cường vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh phát sinh. Lũ trên nhiều sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang lên, cả nước tiếp tục có mưa. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay lũ trên sông Thao, Yên Bái, sông Hoàng Long, Ninh Bình, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An đang lên. Mực nước lúc 7 giờ ngày 28 tháng 9 trên các sông, sông Bưởi, Thanh Hóa tại Kim Tân 10,61m dưới báo động 2, 0,39m, sông Cả tại Dừa 21,5m trên báo động 1, 0,5m. Tại Nam Đàn 4,96m dưới báo động 1, 0,44m, sông Thao, sông Hoàng Long còn dưới báo động 1. Từ nay đến ngày 29 tháng 9, lũ trên sông Thao, Yên Bái, sông Hoàng Long, Ninh Bình, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái khả năng lên mức báo động 1, sông Đáy tại Phủ Lý lên mức báo động 1, báo động 2, sông Hoàng Long tại Bến Đế lên mức báo động 2, các sông suối nhỏ thuộc tỉnh Hòa Bình, mực nước đỉnh lũ các sông ở mức báo động 1, báo động 3. Sông Bưởi, Thanh Hóa, sông Cả, Nghệ An lên mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Hạ lưu sông Mã, Thanh Hóa còn dưới mức báo động 1. Cũng theo cơ quan khí tượng dự báo, hôm nay đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Thanh Hóa tiếp diễn mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Ngày và đêm 28 tháng 9, các nơi khác ở Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm. Nghệ An đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.
Tại nội thành Hà Nội đang mưa vừa đến mưa to, gây ngập úng cho nhiều tuyến phố với độ sâu phổ biến từ 15 đến 30 cm. Một số tuyến phố có thể ngập sâu hơn với độ sâu từ 30 đến 40 cm. Ngoài ngập úng tại Hà Nội, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo lũ quét sạt lở đất trên các sông suối nhỏ ở một số huyện thuộc các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Nghệ An khi những địa phương này tiếp tục hứng mưa như chút nước. Sơn La, Mộc Châu, Phú Yên, Vân Hồ, Yên Châu, Mai Sơn, Bắc Yên, Mường La, thành phố Sơn La. Hòa Bình, ở thành phố Hòa Bình, Cao Phong, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi, Đà Bắc, Mai Châu, Lương Sơn, Lào Cai, Bắc Hà, Bát Sát, Simacai, Bảo Thắng, Mường Khương, Văn Bản, Bảo Yên, thị xã Sapa, thành phố Lào Cai.